Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng hình cho các em chuẩn bị thi học kỳ 2 nha các em nha. Và các em quan sát vào đề. Để cho là các em cho tam giác ABC cần đoạn A ha. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên tuyệt đối của CA lấy điểm F, sao cho BE bằng CF, nối EF cắt BC tại O. Kẻ AE song song với AF. Trời ơi, vẽ hình không quá trời nhiều dữ kiện rồi đúng không? Rồi trước tiên các em hãy làm cho cần trước cho tôi nha. Rồi, em vẽ hình ở trước ha. Rồi. Đầu tiên các em vẽ tam giác cân ở trước nào. Cân ABC. Vẽ tam giác cân tại A nha. Rồi, ok, tam giác này cân tại A. Tiếp theo các em. Rồi, trên cạnh AB lấy điểm E, lấy đại điểm E đi, nha, trên cạnh AB lấy điểm E, AB lấy điểm E, lấy các em đừng bao giờ lấy chính giữa, một là lấy cao lên trên tí như này nè, một là lấy cao trên đây, hai là lui xuống như này, đừng bao giờ vô chính giữa này, nha, tôi lấy sẽ lấy xuống như này đi, nha, lấy điểm E đây đi, rồi, trên tia đối của CA, em biết tia đối CA không? CA đi lên đây nè, đi lên đây đây. Thì đối em phải vẽ xuống như này đó nha, sao cho BE bằng CA là có nghĩa nè em lấy kéo xuống đây khúc này bằng khúc này cho rồi nha, vậy thì em nối xuống đó, sao cho khúc này hai khúc này phải bằng nhau nha mấy đứa, khúc này nè bằng khúc này nè đó, kỹ hơn thì em dùng thước em đo cho nó chuẩn nha đó, hai khúc này bằng nhau, lấy CF nha. Này CF bằng BE, đúng chưa? Rồi, nối EF cắt BC tại O, em nối BF vô, EF vô. Đây. Đó. Nối vô. Nó cắt nhau tại điểm này điểm O nha. Tiếp theo. Rồi. Tiếp theo là gì các em? Y song song với AF, Y song song với AF. Kẻ Y song song với AF nha. Rồi giờ mình sẽ kẻ Y song song với AF. Rồi, song song thì các em phải khai thác được cái gì em nhớ không? Song song em phải khai thác được gì? So le đồng vị nha, các em phải nhớ kỹ điều này ha. Đó, vẽ sao mà song song với AF nha, cạnh song song với AF cho đây. Dạ. Ok. Rồi, ok nha. Rồi kẻ EI song song với AF đúng không, mà Y thuộc BC vậy thì mình có thể rút cái chân này này tới đây đó, tôi sẽ rút cái nó nằm chỗ này đi ha đó, vậy tôi sẽ lùi nó lại cái chân này chút xíu đó, rút cho thấy chưa, wow, vậy thì mình có đề yêu cầu là chứng minh tam giác BEI là tam giác cân rồi. Em suy nghĩ coi, đây là chữ Y nha các em, BEI là tam giác cân. Thấy chưa? Rồi. Hay nha các em. Trước khi nói về tam giác cân thì nói nè, muốn chứng minh tam giác cân các em thông thường lớp 7 các em có hai cái cách đầu tiên mình học là chứng minh hai cạnh bằng nhau đúng không? Là chứng minh tam giác một là có hai cạnh này bằng nhau nè. Đó. Hai là các em chứng minh cái gì các em biết không? Chứng minh có hai góc bằng nhau nè, hai góc bằng nhau này, góc này bằng góc này nè. Rồi giả thiết lúc đầu á, giả thiết lúc đầu rất là quan trọng các em. Giả thiết lúc đầu tam giác cân thì góc B này bằng góc C này này. Ồ bài này hay nha các em. Bài này thầy thấy rất hay đó nha. Góc B bằng góc C này thấy không? Góc B bằng góc C này đúng không? Vậy thì giờ muốn chứng minh tam giác EBI cân á thì mấy đứa phải chứng minh góc B bằng góc Y. Đúng không? B bằng góc Y. Đúng không? Rồi, bao giờ cũng không bao giờ chứng minh trực tiếp, luôn luôn là gián tiếp. Mấy đứa nghe nè. Lúc mà cái đề mà thầy nói hai đường thẳng song song á, nha, vẽ song song thì trong đầu hệ soạn là sẽ có hai các góc so le trong bằng nhau, rồi các góc đồng vị bằng nhau và có cả khả năng nữa là hai góc trong cùng hiếu bù nhau. Mấy đứa nhìn nha, đường thẳng EI song song với AF thì dẫn đến góc Y này nè bằng góc C này nè, đồng vị. Có phải hai góc đồng vị không? Đúng không? Hai đường thẳng song song nè, đấy bị cắt bởi đường thẳng thứ ba thì tạo thành các cặp góc đồng vị bằng nhau là góc này bằng góc C.
mà góc C này bằng góc B, đúng không? Vì tam giác ABC cân. Rồi dẫn đến góc B bằng góc Y. Mà hai tam giác mà có hai góc bằng nhau thì kết luận tam giác đó là tam giác gì? Tam giác cân. Em hiểu ý thầy nói không? Đó. Vậy thì đầu tiên mấy đứa phải chứng minh góc Y là bằng góc C. Rồi góc C này bằng góc B, kết luận hai tam giác này bằng nhau, được không? Đó. Kết luận là tam giác này là tam giác gì? Cân, được chưa? Đó. Rồi vậy thì các em làm vô nào? Mình nói nè, ta có góc Y đọc ra nha, góc Y đọc tên tuổi họ hàng nó vô nha, đọc nè. EIB nha. Ta có góc EIB bằng góc ACB. Mở ngoặc ra do đồng vị. Mà góc ACB bằng góc, bằng cái góc này nè, góc góc B này nè, góc B này muốn con muốn đọc á, đọc đúng á, đọc đúng đang phục vụ trong cái bài của mình á, thì mình đọc là EBI. EBI người ta cũng hiểu tự động, hiện người ta hiểu là AB BC nha mấy đứa, chứ không phải đọc đúng vô ngay cái tam giác cân, đọc cái nhịp đang phục vụ cho cái bài của các con á nha, các em đó nha. Đó là như vậy, ví dụ là đang phục vụ trong cái góc này, có thể đọc ngay trong này thôi, đừng có đọc ở chỗ khác vô nha. Đó. Rồi, bằng góc gì em? EBI. Giải thích vì tam giác ABC cân tại A. Bài này hay á nha. Vậy thì từ đây mấy con suy ra được điều gì? Góc EIB, đúng không? Đó, bằng góc gì? EBI. À, EIB nha. Đó, bằng EB EBI. Đó, mà tam giác có hai góc bằng nhau, kết luận vậy tam giác BEI cân tại E. Xong các em. Đó, đơn giản vậy thôi nha. Rồi trình bày vô. Các em quan sát đến câu B, chứng minh OE bằng OF các em. Ồ, đề bài cho nè. Yêu cầu chứng minh OE nè bằng OF nè, phải chứng minh hai cạnh bằng nhau. À, chứng minh hai cạnh bằng nhau. Chứng minh hai cạnh bằng nhau trong đầu các em nối với chương trình lớp 7, các em nghĩ là ồ, chứng minh thông qua hai tam giác bằng nhau chưa? Rồi có thể thông qua tam giác cân chẳng hạn. Cũng được chứng minh hai cạnh bằng nhau, đúng không? À, vậy thì ở đây các em, rồi các em muốn chứng minh được cạnh OE bằng OF á, thì các em phải chứng minh hai tam giác này bằng nhau cho thầy nè. Chứng minh tam giác này nè. Chứng minh cái tam giác này nè. Tam giác này có OE nè, và tam giác giới này nè có OF nè. Đó, chứng minh hai tam giác màu xanh này bằng nhau nè. Đó, cái vấn đề chứng minh hai tam giác bằng nhau rất là quan trọng. Đó, khi bài toán em nhìn vô nè, nếu mà nhìn vô bài này nè, nhìn vô cái tam giác này và tam giác này, người ta chẳng cho dữ kiện nào bằng nhau hết. Nếu mà xét á, ở đây nè, nè mấy đứa soạn sẵn giùm thầy nè, soạn sẵn giùm thầy nè. Những cái gì bằng nhau trên cái hình này, góc này bằng góc này đối định, ok. Góc này bằng góc này, so này trong. Tại vì hai đường thẳng song song. Góc Y này nè, góc Y bên này nè, bằng góc C bên này nè, lại so này trong rồi. Ồ, vậy thì thấy có hai góc rồi. Góc là có khả năng đối trường hợp góc cạnh góc rất là cao. Nè, tại vì đâu có giả thiết gì cạnh đâu, đúng không? Đó, mà muốn làm cạnh 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 phải ba cạnh bằng nhau mà, không thể vô ba cạnh bằng nhau được, tại vì đang chứng minh hai cạnh này bằng nhau mà. Cạnh góc cạnh nó càng khó hơn, đúng không? Còn không có thể được. Phải có khả năng đối trụ góc cạnh góc rất cao. Tại vì tôi thấy là đây có góc này bằng góc này nè, sau này trong nè, góc này bằng góc này nè, sau này trong nè. Vậy mà muốn bằng nhau trường hợp góc cạnh góc thì hai góc phải kề một cạnh. Vậy thì hai góc này kề cạnh này nè, đó, cạnh này nè với cạnh này nè. Mà hai cạnh này người ta chưa cho bằng nhau. Mấy đứa thấy không? EI chưa cho bằng CF, mình phải chứng minh nó bằng nhau. Mà rất là đơn giản. Em nếu bài em bế tắc rồi, em hãy coi này cái câu ở trên. Câu ở trên nó sẽ phục vụ cho mình. Em à, tam giác này vừa chứng minh là tam giác cân đúng không? Tam giác cân thì BE bằng cái gì? BE thì bằng EI, đúng không? Tam giác cân thì hai cạnh bằng nhau, cạnh này bằng cạnh này. Mà BE này bằng CF, giả thiết người ta cho. Vậy theo tính chất bắc cầu, EI bằng CF. Thấy chưa? Ok, dẫn hai cạnh này bằng nhau. Vậy thì hai tam giác này bằng nhau trường hợp góc nè, này bằng góc này sau này trong nè. Cạnh này bằng cạnh này thì chứng minh nè. Góc Y này bằng góc C nè thì chứng minh nè. Sau này trong. Đúng không? Vậy lập tức bằng nhau trường hợp góc cạnh góc, dẫn đến OE bằng O gì? OF. Vậy thì bài này phải đầu tiên làm gì các em biết không? Chứng minh EI bằng CF trước cho thầy nha. Rồi các em trình bày vào ha. Đầu tiên nè. Trả lời ra vì tam giác BEI cân tại đâu em? Cân tại E. Nên EI bằng EB. Mà EB
Bài này hay nha các em. Bằng CE. Wow. Vậy từ đây suy ra tính chất bắc cầu EI. Chắc anh phải bằng CE. Thấy chưa? Tới đây các em xét hai tam giác màu xanh bằng nhau cho tôi. À, cái bài này còn nhiều câu không? Wow. Wow, nhiều câu quá ha. Thầy định đặt số cho dễ làm thôi, đọc luôn đi. Xét tam giác EIO và tam giác F nha, F CO có, đọc ra cho thầy nha. Góc này nè, góc này đọc ra nè, góc này nè, đọc góc này đọc sao? Góc này đọc này. IEO nha. Đó, IEO. Bằng góc dưới này nè, góc dưới này đọc sao? Có nhiều em tới lớp 7 chưa đọc góc được nha. Tôi phải các em phải coi lại nha. Các em phải đọc sao? Đọc ngoài đọc vô. CFO hoặc có nhiều em rằng là OFC cũng được nha. Đó, tùy các em. Rồi, CFO. Ồ, CFO. Ồ, CFO. Mở ngoài ra là do là so lại trong. Nói vậy người ta hiểu rồi. Rồi cạnh là gì? Cạnh EI. Góc đến cạnh nha. EI bằng CF. Vì sao? Chứng minh trên. Rồi góc nào và góc nào? Góc I này nè. Góc I này đồng sao? Góc I này nào sao? Đồng này EIO nha. Đồng EIO bằng góc CFCO. Cũng giải thích ra so lại trong. Bài hay quá các em. Vậy từ đây các em suy ra được tam giác EIO bằng tam giác FCO theo trường hợp gì các em? Góc cạnh góc. Kết luận hai tam giác này bằng nhau thì có quyền kết luận EO bằng OF nha các em. Nhớ kỹ nha. Rất là hay. Rồi các em trình bày vào và các em quan sát đến câu C nha. Người ta nói là gì? Đường thẳng qua B vuông góc với BA. Wow. Qua điểm B mà vuông góc với BA. Wow, wow. Hay nha. Lúc này các em dùng thước căn thước vô cho thầy. Đây là chỗ này lên trên đây đi nha. Rồi thầy lấy thước ra cho mấy đứa coi nha. Rồi, ok. Đường thẳng qua B nè, có em có đến thước EK hay hơn nha. Đó, đường thẳng qua B vuông góc với BE. Đây. BA chứ, đúng không? Ở đây. Rồi dùng cái thước này nè. Được chưa? Để đứa đứa này lên tí cho mấy đứa dễ nhìn ha. À, ok. Đây, đường thẳng qua B đây. Vuông góc với BA đây. Nha. Đó, đường thẳng qua B vuông góc với BA, đúng không? Đó. Căn vô, căn vuông góc rồi ha. Đó, đây, căn vô thấy không? Vuông góc này thấy không? Đó, kéo dài ra các em. Để vẽ một màu khác nha. Đường thẳng qua B vuông góc với BA, đây, căn vuông góc xuống. Đó. Rồi. Vuông góc cho, ký hiệu vuông góc cho thầy. À, người ta nói là gì? Đường thẳng qua B vuông góc với BA cách đường thẳng qua C vuông góc với AC. Trời ơi, cách đường thẳng qua C mà vuông góc với AC, vậy dựng cái thước này ngược lại. Wow, hấp dẫn và thú vị này hen. Dựng cái thước này lại. Căn đây vuông góc nữa cho thầy nè. Để cho nhỏ này tí dễ nhìn ha. Đó, dùng cái thước nha. Đúng chưa? Đây đường thẳng qua C nào vuông góc với BA thấy chưa? Đó.
Rồi phải dùng cái thước Eke canh nha mấy đứa, không có làm chơi được đâu nha. Đó, canh vô nè, đây à. Đây canh vô. Được chưa? Nổi nha các em. Sẽ nổi nha. Được chưa? Rồi, ok. À, vuông góc thấy không? Ký hiệu vuông vô nè, thấy không? Wow, hay đó nha. Rồi, thấy chưa? Đường thẳng qua C rồi đường thẳng qua B vuông góc với nhau, vuông góc AB AC cách nhau tại điểm này là điểm vuông góc AC tại K, đúng không? Đường thẳng gì? Đường thẳng qua B vuông góc ABA cách đường thẳng qua C vuông góc AC tại điểm K, đây là điểm K này các em. À, đây là điểm K nha các em. Đó. Thì sẽ nuôi này, cái này cho mấy đứa dễ nhìn hơn nha. Đó. Nè. Rồi, thích để vậy thì vậy, còn thôi đi rút cái chân này sát vô đây cho nó đẹp à. À, còn rút chân vô đây cũng được này. Hoặc có nhiều em vẽ dài ra cũng được, không có vấn đề gì hết, bình thường. Rồi, ok. Chứng tỏ tam giác IKF cân. IKF cân. Wow. Hay nữa ha. IKF cân. Nổi vô các em. Wow, sao cái đường này nó trùng vô cái điểm này, nó trùng vô đây cái để dạy ta. Nổi vô. Ồ, chúng mình tam giác này tam giác cân nha, chúng mình hai cạnh bằng nhau hoặc hai góc bằng nhau nha các em. Ồ, hấp dẫn và thú vị đấy. Rồi. Sao chúng mình được tam giác này tam giác cân. Ồ, các em muốn nhớ nha, muốn chứng minh tam giác cân là hiện tại các em á, hiện tại các em nha. Muốn chứng minh tam giác cân á thì trong đầu các em phải soạn sẵn là tam giác cân, thì muốn chứng minh được tam giác cân thì các em có hai cách trước. Chứng minh hai cạnh bằng nhau. Hoặc là chứng minh tam giác có hai góc bằng nhau. Còn cách thứ ba sau này có thì sẽ nói cho mày được nha. Rồi. Chứng minh hai cạnh bằng nhau được không? Hai cạnh bằng nhau là cái cạnh này nè. Cạnh này nha, cạnh này không có dính vô cái cạnh màu xanh này đâu nha, mấy đứa coi chừng hiểu lầm nha. Đó, cái cạnh EI nó không có thẳng hàng đâu nha mấy đứa nha, mấy đứa đừng lẫn lộn. Vì thế thầy xóa bớt đi cho mấy đứa dễ nhìn ha. Xóa đi không thôi mấy đứa nhìn vô cái tưởng hiểu lầm. EIK nó không có thẳng hàng đâu nha mấy đứa nha, không có thẳng hàng đâu. Đó, không có thẳng hàng. Đó, vậy thì mình chứng minh hai cạnh bằng nhau là mình chứng minh cái cạnh này nè, cạnh này nè. Đó, bằng cạnh này nè, thấy không? Chứng minh hai cạnh bằng nhau nè. Thì tam giác này lập tức là tam giác cân. Hoặc nếu em chứng minh được góc này nè, góc ở đây này nè, đây góc ở đây này nè, bằng góc đây nè, lập tức tam giác này tam giác cân. Đó, đó là cách để suy nghĩ. Cái bây giờ mình nghĩ coi chứng minh hai cạnh bằng nhau được không? Đó, chứng minh cạnh này nè. Bằng cạnh này được không? Đó. Vậy thì muốn chứng minh hai cạnh bằng nhau, hai cạnh bằng nhau thì có khả năng rớt vô hai tam giác bằng nhau rất là cao. Rồi mấy đứa kiếm cho thầy hai tam giác mà chứa cạnh IK và chứa cạnh KF rồi. Nào mấy đứa nhìn nha, coi thì đồ màu cho mấy đứa nhìn nha, mấy đứa nhìn nè. Thì xóa hai cái màu này cho mấy đứa nhìn dễ nhìn ha. Đó, ok. Rồi, nào mấy đứa tập trung vô hai tam giác này nè. Màu này ha. Tam giác này nè mấy đứa. Tam giác này chứng minh tam giác này nè. Nếu em chứng minh được tam giác này bằng tam giác này, ok, thì lập tức cái cạnh KF bằng cạnh EK, mà KF bằng KF bằng KE thì lập tức tam giác này là tam giác cân. Để hiểu ý thế nào không? À, nhưng mà vấn đề chứng minh hai tam giác này bằng nhau với là hai, nhưng mà em để ý là hai tam giác này hai tam giác vuông thì có khả năng bằng nhau trong trường hợp gì? Bốn trường hợp tam giác vuông mình đã học rồi, đúng không? Nhưng mà giờ đây các em dò ra có gì bằng nhau. Ồ, hai tam giác này có gì bằng nhau nào mấy đứa nhìn dò này nha. Nhìn thấy có cạnh này bằng cạnh này, ok, có cạnh góc vuông bằng nhau rồi. Vậy có khả năng rớt vô hai tam giác vuông bằng nhau nè. Hai vuông bằng nhau có cạnh góc vuông thì em nhớ là cạnh góc vuông, một là góc nhọn kề, hai là gì em? Cạnh huyền, cạnh góc vuông. Hoặc là hai cạnh góc vuông nha, hai cạnh góc vuông. Đó. Thì em thử suy nghĩ coi. Đó, hoặc là hai cạnh góc vuông đúng không? Cạnh góc vuông. Đúng không? Cạnh huyền thì vô phương rồi các em, cạnh huyền đang muốn chứng minh nó muốn chết nè, đúng không? Hai chứng minh hai này bằng nhau nè, muốn chết rồi, không được. Vậy thì chắc ăn rớt cho cái trường hợp cạnh huyền góc cạnh nó vuông là vứt rồi nè. Vậy chỉ còn hai trường hợp thôi, một là cạnh góc vuông góc nhọn kề, hoặc là hai cạnh nó vuông thôi. Cạnh nó vuông mà góc nhọn kề á
là cái góc này nè, góc này nè với góc này nè. À, sao chúng mình được hai góc này bằng nhau là được, với là quan trọng. À, cũng khá là căng đúng không? Không được luôn mấy đứa, không có nghĩ được luôn á. Vậy thì loại trường hợp này cạnh nó vuông góc nhọn kề loại. À, vậy thì còn trường hợp cạnh nó vuông thôi, cạnh nó vuông này bằng cạnh nó vuông này đúng không? Giờ mình sẽ chứng minh cạnh nó vuông này bằng cạnh nó vuông này nữa là ok. Nếu em chứng minh được cạnh nó vuông này bằng cạnh nó vuông này rồi á, đó, thì lập tức hai tam giác vuông màu xanh này bằng nhau theo trường hợp hai cạnh nó vuông, cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này. Đây. Rồi, hai tam giác bằng nhau dẫn đến cạnh này bằng cạnh này, kết luận tam giác cân. Nhưng ở đây được người ta đâu cho BK bằng CK. Căng thẳng nha, không cho BK bằng CK nha. Chứng minh. Các anh em nhìn cho thầy ha. Đây là kỹ năng rất là quan trọng các em cần phải tập nè. Nối đường này vô cho thầy. Nối đường này em sẽ thấy nè. Nói rồi. Rồi, mấy đứa nghe thầy nói nè, nhìn lên bảng nè. Thầy sẽ chứng minh hai cạnh này bằng nhau cho mấy đứa coi nè. Hai cạnh này bằng nhau nha. Thông qua hai tam giác này nè, hai tam giác to đùng nè. ABK, thấy tam giác ABK không? Tam giác vuông ABK và tam giác vuông AKC, thấy không? Hai tam giác vuông này nè. Thứ nhất mấy đứa nhìn vô nè. Trời ơi, cạnh huyền trung. AB bằng AC. Đúng không? Tam giác cân AB bằng AC, bản chất người ta đã cho rồi đúng không? AB bằng AC nè. AB chắc là bằng AC rồi, tam giác cân. Đúng chưa? Vậy thì lúc này hai tam giác vuông này bằng nhau trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông. Hai tam giác vuông này bằng nhau dẫn đến BK bằng CK. Mà BK bằng CK thì ok rồi, sẽ chết hai tam giác vuông màu xanh nó bằng nhau nhẹ nhàng. Thấy chưa các em? Thấy chưa? Bạn này rất là ghê, đúng không? Mà vậy thì muốn chứng minh được hai cạnh bằng nhau phải thông qua hai tam giác nhỏ nhỏ này bằng nhau. Mà hai tam giác nhỏ bằng nhau chưa có cơ sở bằng nhau, phải tạo thành thử sự bằng nhau, lại phải xét hai tam giác lớn bằng nhau theo trường hợp này cạnh gì? Cạnh huyền, cạnh góc vuông. Hay chưa các em? Vì thế bài này cực kỳ hay nha, thầy rất thích bài này đó. Mấy đứa tập kỹ năng nha để tư duy toán hình nha, rất là hay. Vậy thì em muốn chứng minh được nè, giờ phải định dạng trước nè. Em phải muốn chứng minh được cái gì? Em phải định dạng trước. Em muốn chứng minh được EK đúng không? EK bằng KF đúng không? Đó, thì em phải chứng minh được cái gì? Em phải chứng minh được tam giác BEK bằng tam giác gì? CFK. Đó, mà muốn chứng minh được CFK thì em phải chứng minh được gì? BK bằng KF. Mà muốn chứng minh KBK bằng KF thì phải chứng minh được cái tam giác gì? ABK bằng tam giác ABK nha các em, bằng tam giác ACK. Mà muốn chứng minh được này đó thì chắc ăn bằng nhau theo trường hợp, lúc này là trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Đó, đi một dây như vậy các em. Đó, muốn có thằng này phải chứng minh thông qua thằng này, mà muốn hai tam giác bằng nhau phải chứng minh hai cạnh này bằng nhau, mà muốn cạnh chứng minh hai cạnh bằng nhau phải thông qua hai tam giác này bằng nhau, mà hai tam giác này muốn bằng nhau thì bằng nhau trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Thấy chưa? Thấy không? Em nghĩ là trời, cái đầu sao mà nghĩ được vậy? Trời, nhiều em nói trời khó quá, sao em nghĩ được? Không sao em, làm nhiều bài tập tự nhiên nó tạo thành một cái kỹ năng cho mình. Đó, mình mới suy nghĩ tư duy cao hơn nha các em. Đó, cái khôn ngoan là như vậy nha. Vậy thì đầu tiên các em xét tam giác vuông như thế này. Xét tam giác vuông tên là ABK và tam giác vuông ACK có AK hai chấm là cạnh huyền trung các em. Hay chưa? Rồi AB bằng AC. Mở ngoặc vì tam giác ABC cân tại A. Rồi vậy từ đây suy ra tam giác vuông ABK bằng tam giác vuông ACK theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Hai tam giác này bằng nhau nên này, nên cái quan trọng chỗ này nên BK bằng CK. Đây. Đó, mấu chốt là cái thằng chỗ này nè các em, không có nó là không có làm được hai tam giác giới bằng nhau đâu các em nha. Rồi tới đây các em, tới đây tiếp tục nha. Các em xét cho thầy nè. Xét tam giác vuông BEK và tam giác vuông CFK có BE bằng CF, giả thiết
Rồi BK đây, đây cái quan trọng này là BK bằng bằng gì? À cái này trên này thao thầy ghi rồi, ok BK bằng gì? Bằng CK đúng rồi, bằng CK. Đây vì sao chứng minh trên màu xanh đóng khung? Vậy từ đây các em suy ra được điều gì? Suy ra tam giác vuông BEK bằng tam giác vuông CFK theo trường hợp hai cạnh góc vuông. Ok, hai tam giác vuông này bằng nhau, đúng chưa? Thì các em suy ra điều gì? Rồi. Nên hai tam giác vuông này bằng nhau nên EK bằng KF. Đúng không? KF. Kết luận vậy. Tam giác IKF cần tại đâu em? Cần tại K. Hai chữ em. Rồi, các em trình bày vào nha. Rồi các em quan sát đến câu cuối nha. À, chứng minh KO à, KO vuông góc với gì em? KO vuông góc với EF. Rồi thầy nối vô ha. Tôi sẽ nối vô cho các em coi này. KO ha. KO đây. Đúng không? KO ha. À, vuông góc với đó. Rồi. Và các em vừa chứng minh tam giác này là tam giác cân rồi nha. Tam giác này là tam giác cân rồi nha. Em nhớ kỹ điều này cho thầy nha. Tam giác này là tam giác cân rồi nè. À. Ở đây nếu mà làm á, các em có hai cách các em nha, có hai cách để làm nha các em nha. Đó, có hai cách để mình chứng minh ha. Đó, các em để ý coi quan sát nè, tôi sẽ hướng dẫn cho các em nè. Đó, các em để ý ha. Rồi. À, nếu mà các em học gần cuối kỳ 2 rồi em sẽ làm cái cách này làm nhanh hơn là các em. Em học nè. Em còn nhớ cái trong lý thuyết mình học về tam giác cân không? Trong tam giác cân á nha, trong tam giác cân. Em còn nhớ không? Trong tam giác cân, đường thẳng xuất phát từ đỉnh cân nha, đường thẳng xuất phát từ đỉnh cân nè. Ví dụ là đường này. À. Đó, ví dụ là đường này. Đường này đường thẳng xuất phát từ đỉnh cân nha. Nếu nó là đường trung tuyến, à, đường trung tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó các em, đúng không? Thì lập tức nó cũng là đường phần giác. Và lập tức nó chính là đường cao luôn. Đó, đường phần giác nó là đường phần giác và là đường cao luôn. Và ngược lại trong một tam giác cân đường thẳng xuất phát từ đỉnh cân nha, nếu là đường phần giác thì lập tức nó là đường trung tuyến, lập tức nó chính là đường cao hay nó chính là đường trung trực luôn các em. Nhớ nha các em, hãy nhớ cái tính chất này cực kỳ quan trọng nha. Sau này cuối kỳ 2 các em phải vận dụng làm rất là nhiều. Và sang lớp 8, lớp 9 cũng vậy nữa, phải vận dụng như vậy. Đó, còn có em nói giờ em chưa học kỳ 2 thì em làm sao? Làm cái phương pháp kỳ 1 tôi dạy các em là phương pháp gì tôi vẫn đặt tên vui vui. Hai ông già đó, hai ông bằng tuổi nhau mà hai ông cộng này bằng 180 tuổi thì mỗi ông bằng 90 tuổi các em. Nhớ không? Kỳ 1 thầy nói cái đó cho mấy đứa đó. Đó, nhưng mà cái tí tôi nói sẽ nói thôi chứ không có chứng minh cái đó ha. Đó, vậy thì em cần phải nhớ là trong tam giác cân đường thẳng xuất phát từ đỉnh cân, đó, ví dụ là tam giác cân đúng không, đường thẳng xuất phát từ đỉnh cân, nếu nó là đường trung tuyến thì lập tức nó chính là đường cao, mà đường cao thì nó vuông góc, hay là nó là đường trung trực luôn, mà đường trung trực chắc ăn vuông góc với cạnh đối diện rồi đúng không, và nó chính là đường phần giác. Nhớ nha, nhớ cái tính chất này rất kỹ dùm thầy nha, và học thuộc luôn cho thầy nha. Rồi các em quan sát nào, em nhìn nha. Em vừa chứng minh được cái tam giác IKF là tam giác cân đúng không? Vừa chứng minh ngay nè, đây đây đây, chứng minh vừa chứng minh nè đây. Đúng không? Vừa chứng minh tam giác này là tam giác cân nè, đúng không? Vậy em nhìn coi, KO là đường gì không? Em nhìn nè. Em hãy coi lại cái câu lúc nãy mình chứng minh câu trên ở trên các em. Ở câu trên các em đã làm ở ngay ở câu câu gì các em? Ngay ở câu B chứng minh OE bằng OF á, đúng không? Là lúc nãy em chứng minh hai tam giác này nè, tam giác này nè, em còn nhớ không? Tam giác này bằng tam giác này đúng không? Hai tam giác này bằng nhau nè đúng không? Theo trường hợp góc cạnh góc á, hai tam giác này bằng nhau đúng không? Dẫn đến cái cạnh EO này nè, bằng cạnh OF nè. Nha, giờ hôm nay bây giờ phải khai thác cái lợi của cái câu trên. Đó, EO nè, bằng OF nè. Rồi em nhìn coi. Đó, hai cạnh này bằng nhau nè, hai cạnh này bằng nhau nè, do cái tam giác ở câu B mình chứng minh tam giác này bằng tam giác này theo trường hợp góc cạnh góc á, em coi này có phải không? Đúng không? Hai tam giác này bằng nhau thì lập tức nè, đâu cần mình chứng minh luôn này nè, đây nè. Mình chứng minh OE bằng OF nè. Trời ơi, cứ nói làm gì. Đây, mình chứng minh ngay câu này, mình chứng minh OE bằng OF là câu B nè. Thấy không? Thấy hay chưa? Nếu bài toán bế tắc, hãy coi lại câu trên. Nhớ nha. Rồi, em nhìn nè. Trong tam giác cân. Đây, tam giác cân ở A này. Đường thẳng xuất phát từ đỉnh cân. Nè, đường này, đường là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng, gọi là đường trung tuyến. Trong tam giác cân, đường thẳng
đường trung tuyến nha, đường thẳng xuất phát từ đỉnh cân. Nếu là đường trung tuyến thì lập tức nó chính là đường cao, mà đường cao thì nó vuông góc. Em hiểu không? Đó, nhớ nha, cuối kỳ 2 là phải làm cái thắt cái điều này cho đây. Nhưng mà có nhiều em nói trời ơi, cái tính chất em chưa học tới ở kỳ 1 em có thể làm chậm được không? Được em, rất đơn giản, nghe thầy nói thôi nha. Tại trong kỳ 1 tôi rèn rất là nhiều rồi. Em chỉ cần chứng minh hai tam giác này bằng nhau này, tam giác này này, bằng tam giác này cho tôi. Bằng nhau trường hợp gì? Mấy đứa nhìn nha, tam giác cân thì cạnh này bằng cạnh này đúng không? Đúng không? Rồi lúc nãy mình chứng minh góc góc này này bằng góc này chưa? Đúng không? Góc này tam giác cân thì góc này bằng góc này đúng không? Rồi cạnh EO bằng cạnh OF đúng không? Thì vì thế hai cái tam giác này bằng nhau trường hợp nè, cạnh nè, đúng không? Góc nè, cạnh nè, thấy chưa? Vậy hai tam giác này bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh, thấy chưa? Tam giác IKO bằng tam giác OKF bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh, dẫn đến góc này bằng góc này. Hai góc O này bằng nhau nè. Mà hai góc O này cộng lại bằng 180, vậy suy ra mỗi góc bằng 90, mà 90 thì vuông gì? Vuông góc. Tôi vẫn nói vui cho học sinh ở kỳ 1 nè. Hai ông bằng tuổi nhau mà hai ông cộng lại bằng 180 tuổi thì mỗi ông bằng 90 tuổi đó các em. Mà 90 thì vuông góc đó. Nha. Yeah. Đó, tôi nói vui vậy đó ha. Nhưng mà cái cách đó dành cho kỳ 1 thôi. Còn sang kỳ 2 tôi khuyên các em nên làm cách này. Nhớ kỹ cho thầy. Nha. Yeah. Vậy thì mấy đứa ghi vô câu C còn một ý nữa ha. Rồi. Mình trình bày nè. Trong tam giác IKF cân tại K có KO là đường gì các em? Đường trung tuyến. Vì sao nó là đường trung tuyến? Vì nó đi qua trung điểm của cạnh đối diện gọi là đường trung tuyến. À, thầy giải thích luôn nè. Vì OE bằng OF. Mấy em hiểu không? À, trong tam giác cân này, cân tại K đúng không? KO là đường trung tuyến. Vậy thì đây các em suy ra KO cũng là đường gì? Cũng là đường cao. Có nhiều em nói trời ơi thầy ơi em không thích nói đường cao, em nói là đường trung trực được không? Được nhé. Đường trung trực cũng vuông góc với cạnh đối diện, mà còn đi qua trung điểm nó còn dữ hơn nữa nha. Rồi kết luận vậy, KO vuông góc với em. Thấy chưa? À, còn em muốn làm chậm á, có nhiều em nói trời em chưa học đến cái cách này thì các em phải chứng minh hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh nè, à, góc nè, thấy không? Cạnh nè, à, hai tam giác bằng nhau nên hai góc này bằng nhau. Mà hai góc này bằng nhau mà hai góc cộng lại bằng 180 thì mỗi góc bằng 90, mà 90 thì vuông góc. Thấy không em? Đó. Nha. Rồi các em trình bày vào nha. Alo 1 2 3 4. Rồi, nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.